Theo tin từ Thông tấn xã, sáng 26 tháng 10, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, thống lĩnh các lực lượng trang bị đã trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho bạn bè Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và bạn bè Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm cho hai tướng lĩnh quân đội. Ảnh Quân đội Nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng hai bạn bè được thăng quân hàm, coi đây là sự ghi nhận, đánh lạnh cao những đóng góp quan trọng của mỗi bạn bè đối với sự nghiệp thành lập và sản xuất quân đội cũng như sự nghiệp thành lập và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời biểu hiện sự tin cậy, ân cần sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng trang bị nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn và tin cậy các bạn bè được thăng quân hàm Thượng tướng hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống vinh quang của Quân đội Nhân dân anh hùng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối chung thủy với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phấn đấu xong xuôi xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Thay mặt các bạn bè được thăng quân hàm, Thượng tướng Trần Quang Phương bày tỏ vinh dự, tự hào khi được Đảng và Nhà nước thăng quân hàm Thượng tướng, được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quân hàm. Thượng tướng Trần Quang Phương nêu rõ ràng có được niềm vinh dự, tự hào này là nhờ sự lãnh đạo, nhu dục, rèn luyện của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, sự ân cần giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, sự đùm bọc, nuôi dưỡng của nhân dân, sự chiên ngọt sẻ bùi, cấu kết hiệp đồng của bạn bè, anh em trong suốt quá trình chiến đấu, công tác. Niềm vinh dự tự hào này không chỉ là của cá nhân mà còn là của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, là bổn phận đẩy đà mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Thượng tướng Trần Quang Phương khẳng định, chúng tôi nguyện tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện, công tác tốt hơn nữa, chuẩn bị chiến đấu, hy sinh vì hòa bình của Tổ quốc, vì chủ nghĩa làng hội, vì hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng là sĩ quan cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam, xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ Bộ đội của nhân dân, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.